Châu hay là nè, người diễn viên đi ra ngoài sân khấu. Cái này em diễn cho ai cũng cười đó, riêng chị khó. Hả? Chị khó, chị mới ngồi đây làm giám khảo. Em ơi, em diễn á, điều đơn giản nhất chị không bao giờ khó, đó là em có diễn cho chị xem đâu. Em ra em đứng đây là cái chỗ người ta chấm em. Em lên em đứng trên xe buýt, cái chỗ người ta chấm em để cái tay vậy. Anh nói nghe nè, trời. Hồi nãy anh thấy thực sự ra đó, chị Việt Hương đâu phải là người khó. Thực ra em mới là người khó. Em khó. Đúng rồi. Cái khó đầu tiên em gây cho anh là cái khó coi. Nha. Em diễn không có hợp vệ sinh. Em nói em diễn cái này, bạn bè em cười nhiều lắm đúng không? Coi lại những mối quan hệ đó, bạn chưa tốt nha. Không. Nha. Không, tại chị em nói câu đó chị mới nói với em. Dạ. Có nhiều cái chúng ta chỉ lưu hành nội bộ. Trước thì anh phải nói là người đàn ông nó mất vệ sinh chứ không thể tiết mục của em mất vệ sinh được. Tiết đó là một tiết mục mất vệ sinh, tôi khẳng định 1000 lần như vậy. Em thấy anh nói rất là sai rồi. Ví dụ như người đàn ông đó tôi nghĩ thì bạn nói không. Là nghe sai hay đúng là do định nghĩa của mỗi một con người và tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của tôi trước toàn thể khán giả truyền hình. Tôi khẳng định một lần nữa, tiết mục này mất vệ sinh. Người chơi kế tiếp. Dạ chào anh Đăng Thành, Việt Hương, chào MC. Em là Lê đến từ Di An Bình Dương. Em 27 tuổi, giờ làm kỹ sư tại Di An Bình Dương. Em đến chương trình Thách Thức Thứ Hai để đem tiếng cười cho cả mọi người. Số 10 giây bắt đầu. Đây một chiếc xe buýt nọ. Bắt tài cho tới cái năm chuồng chó. Treo hai cái tay bên kia, tay bên này che mặt hết rồi. Đi cha. Đường Sài Gòn ổ vua không? Nãy giờ chịu anh nhiều lắm rồi nha. Mày dê gái mày. Trời, xấu dã mà. Nhìn đi, đây nè. Lần sau chừa đừng có dê gái mày. Mở xấu nhạc quá. Vòng 2 cho nó luôn đi. Mở nhạc đi cho nó ước mơ, nó mở nhạc đi. Lẹ lên cứu nó. Diễn luôn vòng 2 lẹ. Diễn giờ. Diễn. Hết giờ rồi. Lên nhạc luôn không? Thôi anh chị hơn. Cái miệng chị linh lắm. Trâu là diễn. Người diễn viên đi ra ngoài sân khấu. Cái này em diễn cho ai cũng cười đó. Riêng chị khó. Hả? Chị khó, chị mới ngồi đây làm giám khảo. Em ơi, em diễn á, điều đơn giản nhất chị không bao giờ khó, đó là em có diễn cho chị xem đâu. Em ra em đứng đây là cái chỗ người ta chấm em. Em lên em đứng trên xe buýt, cái chỗ người ta chấm em để cái tay vậy. Anh nói nghe nè. Hồi nãy anh thấy thực sự ra đó, chị Việt Hương đâu phải là người khó. Thực ra em mới là người khó. Em khó. Đúng rồi. Cái khó đầu tiên em gây cho anh là cái khó coi. Nha. Là tay che hết gương mặt rồi không có ai thấy cái gì hết. Rồi bạn này lột tóc ra cũng không thấy được cái mặt. Cái thứ hai á là khó chịu. Em làm cho anh khó chịu. Tụi em lên trên sân khấu đùa giỡn là chính. Em diễn không có hợp vệ sinh. Em nói em diễn cái này, bạn bè em cười nhiều lắm đúng không? Coi lại những mối quan hệ đó, bạn chưa tốt nghe. Không. Nha. Không, tại chị em nói câu đó chị mới nói với em. Dạ. Có nhiều cái chúng ta chỉ lưu hành nội bộ. Còn đây là một chương trình có thể là cả nước Việt Nam mà ra tới thế giới luôn. Tại vì Việt Kiều ở các nước người ta xem. Tụi em làm sao cho nó trúng. Bản thân em ngày hôm nay em về em có thấy em đúng hay không? Khi em đem một cái tiết mục va chạm vào thân thể người phụ nữ là một cái người biến thái dơ, em đem lên đây để cho chúng tôi xem cái trò đó, để cổ suý cho nó.
Để đâu phải cổ xí đâu, em nêu lên để ra cái tình trạng bây giờ là lạm dụng tình dục thì sẽ biết là nói để tránh thôi chứ không phải là cổ xí. À, đúng không? Cái đó chỉ nội bộ thôi. Cũng không, cái này cũng không phải là nội bộ, cái này các bạn có thể diễn được. Cái này nó nhạy cảm lắm, có thể anh nghĩ đúng, có thể nghĩ sai. Cái vấn đề á, người nghệ sĩ khi họ mang một sản phẩm lên sân khấu là muốn khán giả hiểu đúng theo cách mà người nghệ sĩ muốn khán giả hiểu, hả? Và cái điều bạn đang làm là bạn đang làm cho chúng tôi đang hiểu theo cái cách bạn đang hiểu, bởi vì bạn truyền tải cái gì thì chúng tôi hiểu như vậy. Và cái vừa rồi bạn truyền tải là một thông điệp, với tôi là một thông điệp mất vệ sinh. Bạn đang rất không vừa lòng với tụi tôi, không, là vì bạn không hiểu ý tụi tôi nói. Có nghĩa là khi chúng tôi cũng làm như vậy, nhưng mà chúng tôi sẽ đem cái đó là thông điệp tới là không được làm. Còn bạn đang diễn cái mức độ là cảm thấy cái đó nên làm. Tụi tôi đang nói là tụi tôi đang nói cái khía cạnh về cái diễn xuất. Tại tôi được mời ngồi đây để tôi nói cho bạn hiểu về tụi tôi. Vậy đang nói cho bạn cái cách diễn xuất, chứ tôi không có muốn cãi lộn với bạn. Mà cái thái độ của bạn giống như là ê, mày nói không có trúng vậy đó. Tôi không có cần bạn cãi với tôi. Tôi chỉ nói cho bạn hiểu là cái cách bạn diễn như vậy là nó bị sai. Đúng rồi. Còn bạn muốn truyền tải bằng cách nào, hay là phương pháp nào, hay bạn muốn nói cái gì, thì tôi đang nhìn bằng mắt của tôi theo cái cách bạn diễn là tôi nói sai rồi bạn ơi. Mình làm vậy là mình sẽ cổ suý đó. Bạn phải diễn làm sao cho khéo để cho người ta biết bạn đang đả phá. Bạn hiểu ý tôi không? Không phải đâu, nhiều lúc theo ý của em nó có thể chị lúc đó chị có thể cười, là lúc đó chị nói kiểu khác. Còn bây giờ nó không có cười thì nó nãy giờ khác. Nãy giờ chị đang nói theo ý của thôi, em thôi. Đó chứ thì em nghĩ nếu mà diễn em diễn tụi em diễn không được á, là có nghĩa là hai tụi em cách diễn tụi em dở, nếu không có thể hiện được cái ý tưởng đó thì anh chị có thể nói khác. Nhưng mà diễn nói cách mất vệ sinh là em nghĩ không có hợp cái cách nói là không hợp. Anh nói cho em ví dụ nghe. Hai tụi em có thể diễn xuất không đạt, nếu không thể hiện được ý tưởng, anh có thể nói theo kiểu khác. Chứ còn anh nói dùng cái từ không mất vệ sinh là không có đúng. Rồi, đó là bây giờ tôi phân tích tại sao tôi nói như vậy ha. Bạn diễn cho người ta xem như thế nào thì người ta sẽ hiểu như vậy. Và cái bạn đang cho tôi xem, theo tôi cảm nhận được là một điều mất vệ sinh. Bởi vì một người đàn ông lên trên xe buýt làm những cái điều đó với một người phụ nữ thì một cách cố tình. Trước thì anh phải nói là người đàn ông nó mất vệ sinh, chứ không thể tiết mục của em mất vệ sinh được. Tiết đó là một tiết mục em mất vệ sinh, tôi khẳng định 1000 lần như vậy. Em thấy anh nói đó là sai rồi. Ví dụ như người đàn ông đó tôi nghĩ thì bạn đó là nghe sai hay đúng là do định nghĩa của mỗi một con người. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của tôi trước toàn thể khán giả truyền hình. Tôi khẳng định một lần nữa, tiết mục này mất vệ sinh. Thôi rồi. Đón xem Thách Thức Danh Hài vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015.